Thanh chào các em học sinh khối 12. Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau với một cái những cái bài mới của chương 3. Chương 3 này có hai bài, bài 16 và bài 17, và cô dồn vào trong một cái chuyên đề luôn ha. Đấy, và cô dạy trong cái video này, và các em cố gắng nghe giảng để chúng ta từ sau cô giảng bài tập chương 3. Còn mỗi chương 3 là có bài tập nữa thôi, từ chương 4 trở về sau không hề có bài tập nữa, nên là yên tâm nha. Chúng ta đưa sách vở ra để chúng ta học chương 3 nào. Bài 16, bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể. Cấu trúc di truyền của quần thể. Một lớn các đặc trưng di truyền của quần thể, chúng ta sẽ nghiên cứu một khái niệm thế nào là quần thể. Cô lấy ví dụ đàn cò sống trong rừng U Minh này, chỉ xét những cái con cò này thôi nha. Vậy rất nhiều bạn sẽ nhớ kiến thức về quần thể mình cũng đã học rồi. Lớp 9 là mình học kỹ rồi, lớp 10 cô cũng giảng qua cái bài đầu tiên của lớp 10 rồi đó. Bây giờ mình đưa ra khái niệm quần thể là gì? Mình ghi quần thể là tập hợp các cá thể cùng một loài. Bạn nào mà lười quá thì cũng phải ghi được cái ý đầu tiên, tập hợp các cá thể cùng một loài. Còn bạn nào chăm hơn thì ghi đầy đủ nội dung. Cùng sống trong một khoảng không gian, một thời gian xác định, có khả năng sinh sản tạo ra thể hình mới. Chưa, đó là quần thể, khái niệm về quần thể ha. Giờ cô lấy một cái tình huống, cô có trong một cái chậu gồm những cái con cá chép vàng á, số lượng nhiều đấy, nhỏ nhỏ nhiều lắm, được bày bán ngoài chợ ở ngày 23 tháng chạp, ngày ông táo về trời á. Hỏi những con cá chép đó có được coi là quần thể không, vì sao? Nào, nếu mà ở lớp câu này ai trả lời được cô sẽ cho 10 điểm đấy. Còn giờ chúng ta học qua video, qua trực tuyến thế này, thì bạn nào trả lời được là ghi nhận và tự chiến thắng bản thân mình vì mình trả lời được câu đó, đúng không? Và chúng ta thấy những cái con cá chép này gọi là tập hợp ngẫu nhiên nhất thời chứ không phải là quần thể nhá. Tập hợp ngẫu nhiên thôi. Tại vì sao? Tại vì quần thể nó phải có lịch sử phát triển, hiểu không? Có chung thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định và thích nghi với môi trường sống. Còn đây những con cá chép người ta gom là người ta bán ngoài chợ, hay những cái lồng gà cũng vậy, đó không phải là quần thể nha, đó là một tập hợp ngẫu nhiên nhất thời. Cái phần đó các con không phải ghi ha. Giờ chúng ta sang phần 2 ghi nào. Các đặc trưng di truyền của quần thể. Cô lấy ví dụ ruồi giấm, chúng ta biết rồi, có một cân. Đối tượng có một con là con ruồi giấm, đúng không? Có 2N bằng 8. Vậy có tổng số alen của các gen là 7.500 alen. Vậy đó là vốn gen của cái ruồi giấm này. Vậy vốn gen là đặc trưng của quần thể, ghi bài cho cô. Vốn gen đặc trưng của quần thể. Vậy vốn gen là gì? Ghi đầu tiên là vốn gen là đặc trưng của quần thể nhá. Thì tiếp theo chúng ta nghiên cứu vốn gen là gì. Giống như là ví dụ mình đi lấy chồng á, rồi cây mẹ mình cho mình 10 cây vàng đi, thì đó có phải là vốn không, đúng không? Vậy vốn gen là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định, được chưa? Đấy, tại một thời điểm xác định. Và vốn gen được thể hiện qua hai tiêu chí, đó là tần số alen và tần số kiểu gen. Đi thi trắc nghiệm người ta hỏi đặc trưng của quần thể là gì, đánh trả lời rất đơn giản là vốn gen. Và câu hỏi trắc nghiệm thứ hai hay hỏi vốn gen được thể hiện qua mấy tiêu chí, đó là qua hai tiêu chí, đó là tần số alen và thành phần kiểu gen, được chưa? Thành phần kiểu gen hay còn gọi là tần số kiểu gen cũng được nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ nghiên cứu thế nào là tần số alen, thế nào là tần số kiểu gen, hay cái tần số kiểu gen này cô gọi là tỷ lệ kiểu gen cũng được, nhiều cách gọi. Còn tần số alen thì thường gọi có một chữ, đó là tần số thôi. Vậy chúng ta ghi công thức tần số alen bằng số lượng alen đó trên tổng số alen của các loài alen. Trên tổng số alen của các loài alen có trong quần thể tại thời điểm đó.
Còn tần số kiểu gen bằng số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể. Ghi công thức đi, rồi cô sẽ lấy một ví dụ và chúng ta cũng sẽ hiểu bài nhanh thôi. Chương này bài tập đơn giản lắm các em, lý thuyết nó cũng không khó, không khó như chương 1, chương 2. Bài tập thì lấy rất đơn giản. Rồi, cô lấy một ví dụ ha. Các con ghi cho cô chữ ví dụ đây. Thêm cho cô chữ ví dụ. Trong một quần thể cây đầu Hà Lan, A lớn là hoa đỏ, A nhỏ là hoa trắng. Quần thể có 1.000 cây, chia ra 500 cây kiểu gen đồng hợp trội, 200 cây kiểu gen chỉ hợp và 300 cây kiểu gen đồng hợp lành. Người ta bảo tính cho người ta tần số của cả A len, A lớn và A nhỏ trong quần thể. Câu 2. Tần số các kiểu gen trong quần thể. Nhưng bàn theo lớp tự nhiên nên ghi cái ví dụ này. Còn bàn theo lớp xã hội thì tùy. Lỡ đi kiểm tra mà có bài tập thì các em cũng phải biết cách. Còn những em lười quá thì các em không ghi thôi. Còn các em chăm chỉ thì nên ghi cái bài tập này vào nhá. Nào, nhớ cái số liệu nhá. 500 cây có kiểu gen A lớn, A lớn. Vậy giờ mình tính tần số A len. Tần số A len lấy 500 nhân 2. Tại vì 500 cây có kiểu gen A lớn, A lớn, vậy 2 A len, A lớn, A lớn nhân 2. Cộng 200 cây có kiểu gen A lớn, A nhỏ, vậy cộng 200. A lớn, A nhỏ chia đôi mà, đúng không? 200 chia cho tổng tổng các loại A len đó có trong quần thể. Được chưa? 2 nhân 1000 bằng 0,6. Còn tần số A len A nhỏ, 300 cây có kiểu gen A nhỏ, A nhỏ cộng 200 cây có kiểu gen A lớn, A nhỏ chia cho tổng bằng 0,4. Và cô nói này, cái cách tính tần số A len này á, khi nào video sau cô sẽ dạy cho các em cái cách nó đơn giản hơn, chứ nó không cần theo lý thuyết nó phức tạp thế này đâu. Chúng ta tính rất đơn giản ha, chứ không cần ngoằn nghèo thế này ha. Nhưng phần này bạn nào hiểu được thì tốt, còn không hiểu được chúng ta sẽ xem video tiếp theo của cô. Cô giải bài tập. Giờ tần số kiểu gen thì đơn giản rồi. Tần số kiểu gen A lớn, A lớn lấy 500 chia cho tổng 0,5. A nhỏ 200 chia tổng 0,2. Và A nhỏ 300 chia cho tổng bằng 0,3. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục ha. Tác động của con người có thể ảnh hưởng đến vùng gen của các quần thể sinh vật như thế nào? Chúng ta thấy này, săn bắt động vật quý hiếm này, gỗ, các lâm tặc, cưa gỗ trong rừng này, rồi những cái vụ đào vàng á, các em, rồi làm thủy điện sập á, sạt lở rừng á, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, tác động đến biến đổi của quần thể theo hướng tiêu cực đó các em. Phần này các em tham khảo không cần ghi. Vốn gen của quần thể sẽ thay đổi ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài và môi trường sống, tham khảo thôi nha. Nên chúng ta thấy phải bảo vệ đa dạng sinh học ha. Đấy. Bảo vệ và khai thác hợp lý, tạo nên vốn gen quần thể ổn định, bảo đảm cân bằng sinh thái. Chưa? Giờ chúng ta đi sang phần 2 lớn. Cấu trúc di truyền của quần thể từ phối. Cô nói này, trong khi chương 3 này có hai loại quần thể, đó là quần thể từ phối và quần thể ngẫu phối. Được chưa? Phần 2 lớn cô dạy các em về quần thể từ phối trước. Vậy thế nào từ phối ha? Một, quần thể từ phối, những cái khái niệm mới. Mới nhưng mà thật sự mình cũng đã học ra rồi. Xong học qua rồi, mình nghe cô giảng sẽ hiểu. A là định nghĩa từ thuộc vấn, mình học chưa? Học rồi đúng không? Ví dụ như ở chương 1, chương 2 cô bảo từ thuộc phần thì hai bên phải có kiểu gen giống nhau, đúng không? Và từ thuộc phần thì xảy ra đối với thực vật. Và từ thuộc phần là gì? Là khi phấn hoa từ nhì của một cây, nhì là cơ quan sinh sản đực ha các em, rơi vào đầu nhụy là cơ quan sinh sản thả cái này của cánh hoa đó hoặc các hoa trên cùng một cây. Rồi dạ, cô lại ví dụ một cái hoa, ví dụ hoa ly đi, các em mua về thấy nhì và nhụy, đúng không? Cái nhụy ở giữa chỉ có một cái mà có nhân nhơn trên nhụy, còn những cái hạt phấn màu nâu nâu xung quanh, vậy cái nhì đó rơi trên đầu nhụy của hoa đó gọi là từ thụ phấn. Hoặc trên một cây có phải có nhiều hoa không?
đúng không? Thì nhì rơi trên nhụy của hoa khác nhau nhưng trên cùng một cây thì đó vẫn gọi là từ thực phẩm. Được chưa? Tóm lại, từ thực phẩm là của cùng một cây. Của cùng một cây hoặc cùng một hoa thụ phấn cho nhau. Và cái chữ từ phối này còn có xảy ra ở với động vật, ở động vật gọi là giao phối gần. Giao phối gần là gì? Hôm nay học là giao phối giữa các cá thể có quan hệ huyết thống gần nhau. Hiểu chưa các con? Các cá thể có quan hệ huyết thống gần nhau, ví dụ như anh em ruột hay là anh em cô chú bác ruột, đúng không? Đấy, quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì người ta gọi là giao phối gần. Vậy từ thụ phấn và giao phối gần gộp chung là từ phối nha các em. Ừ. Rồi đây từ thụ phấn này, từ cây ngô này. À, đấy, đây là từ thụ phấn nhân tạo, người ta lấy hạt phấn xong người ta đưa lên đầu nhụy của cây ngô này, hoặc là giao phối gần. Giao phối gần này các em thấy hai bố mẹ đẻ ra bốn chúng ngừa, ngừa đúng không? Rồi hai anh em chúng nó giao phối với nhau. Đấy, đó là giao phối gần. Chúng ta đi sang phần 2. Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể từ phối. Phần này quan trọng, tập trung, phần này có công thức làm toán. Cô lấy ví dụ, giả sử ta có một quần thể cây đầu Hà Lan gồm toàn cây dì hợp A lớn A nhỏ. Xác định thành phần kiểu gen A lớn là đồng hợp rồi, A lớn A nhỏ là dì hợp, A nhỏ là đồng hợp lại của quần thể qua các thế hệ từ thực vật bằng cách điền tiếp vào số liệu của bảng dưới đây. Rồi, nhìn cái bảng này có giảng ha. Ở thế hệ xuất phát một kiểu gen A lớn A nhỏ chiếm tỷ lệ 1, có phải là 100% không? Đúng không các em? Ừ. Vậy chúng ta thấy này, kiểu gen dì hợp chiếm 100%. Được chưa? Và cô lưu ý ở trong tròn giống thì ba loại kiểu gen là đồng hợp, dì hợp và đồng hợp lặng. Thì kiểu gen dì hợp là kiểu gen mang tính tàn tụ nhất nhá. Sau đó đến kiểu gen đồng hợp rồi. Còn kiểu gen đồng hợp lặng thường mang tính tàn xấu. Nghe không? Tập trung lại. Nghe giảng. Kiểu gen dì hợp trong tròn giống là kiểu gen tốt nhất. Sau đó đến kiểu gen đồng hợp rồi. Và cuối cùng là kiểu gen đồng hợp lành thường mang tính tàng xấu. Rồi giờ thì xuất phát đúng không? A lớn A nhỏ chiếm 100%. Giờ từ tụ phấn A lớn A nhỏ là A lớn A nhỏ, có phải được một A lớn, hai A lớn A nhỏ, một A nhỏ không? Ừ. Sơ đồ like của bài 8. Tiếp tục cho ở thế hệ thứ nhất từ thụ phấn A lớn từ thụ phần về chính nó A lớn được ra 4 A lớn rồi lấy giải nháp ra viết sơ lai đối với lực tự nhiên tập trung ở đây A lớn lai A lớn. Vậy ở trong chương 2 á, thì cô bảo A lớn giống nhau một loại A lớn thôi, nhưng đối với chương 3 thì chúng ta tính cả, chúng ta tạo ra được là hai đoạn gia từ là A lớn phẩy A lớn, bên kia cũng vậy A lớn phẩy A lớn và lai lại với nhau có phải được 4 A lớn không? Hiểu chưa các em? Tương tự A nhỏ từ thụ phấn cũng ra được 4 A nhỏ. Còn đây A lớn A nhỏ này từ thụ phấn bỏ con số 2 trước nha, che con số 2 trước, ra được 1 A lớn, 2 A nhỏ, 1 A nhỏ. Có con số 2 nhân vào có phải ra được 2, 4, 2 không? Hiểu chưa các em? Đấy, tương tự như thế ở thế hệ thứ 3 cho đến thế hệ thứ N thì sẽ như thế nào? Chúng ta đưa ra công thức tổng quát. Nào, đây chúng ta thấy ở thế hệ thứ nhất từ thụ phấn, được chưa? Rồi, thế hệ xuất phát á, đưa ra được thế hệ thứ nhất. Một A lớn, hai A nhỏ, một A nhỏ. Cô đưa tỷ lệ 1 phần 4, hai A nhỏ là 2 phần 4, cô rút gọn được 1 phần 2. Được chưa? Rồi 1 phần 4 A nhỏ. Và 1 phần 4 thì là bằng 1 trừ 1 phần 2 mũ 1 chia 2. Còn 1 phần 2 là bằng 1 phần 2 mũ 1. Tương tự như thế A nhỏ bằng A lớn. Vậy chúng ta thấy ở thế hệ thứ nhất. Đây, cô chỉ gọi N thì đây có phải là
bằng 1 phần 2 mũ n là 1 phần 2 mũ 1. Tương tự như thế ở thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 cho đến thế hệ thứ n. Nếu mà ở lớp thì cô sẽ giảng rất kỹ bảng này. Còn giờ chúng ta học qua trực tuyến, giờ chúng ta chấp nhận công thức này. Và khi nào ôn lại bài cho lớp tự nhiên, cô sẽ giảng rõ công thức này hơn. Đến thế hệ thứ n, a lớn a nhỏ bằng 1 phần 2 mũ n, 1 phần 2 mũ n nha. Này, ghi cho đúng công thức ha. Còn a lớn bằng a nhỏ bằng 1 trừ 1 phần 2 mũ n tất cả chia 2. Được chưa các em? Vậy cái bảng này các em ghi cái gì? Các em ghi cho cô cái P xuất phát này. Xong, các em ghi cho cô F1 rồi chấm 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 bỏ qua, không ghi 2 3, ghi điểm N. Được chưa các em? Vậy từ sơ đồ trên rút ra kết luận gì về tần số kiểu gen của quần thể tự thuộc phần? Chúng ta thấy này. Tần số kiểu gen của quần thể tự thuộc phần ở thế hệ xuất phát ha các em. Thế hệ xuất phát này. Được chưa các em? Chiếm tỷ lệ 100%. Đây này. Thế hệ xuất phát như cái bảng bảng này, bảng này. Bảng này của cô này. Thế hệ xuất phát có phải cô bảo chiếm tỷ lệ 100% không? Đúng không? Nhìn cái bảng này sẽ dễ hiểu hơn. Sang thế hệ thứ nhất chiếm bao nhiêu? 2/4. 2/4 là còn 50%. Đúng không các em? Đến tiếp theo thế hệ thứ hai là 1/2 mũ 2. Đúng không các em? 1/2 mũ 2 là 1/4, chiếm còn 25%. Còn đây 1/2 mũ 3 ở thế hệ thứ 3 này, 1/2 mũ 3 là 1/8, chiếm 1,25%, 12,5%. Vậy chúng ta thấy kiểu gen dị hợp càng ngày càng giảm. Đúng không? Đấy, tỷ lệ kiểu gen dị hợp càng ngày càng giảm. Rồi, nhìn thấy nhỉ? Nhìn ha. Rồi, nhìn này. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp này càng ngày càng giảm. Thấy không? Còn tỷ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ xuất phát chưa hề có kiểu gen đồng hợp nha. Nhưng ở thế hệ 1, 2, 3 chúng ta thấy kiểu gen đồng hợp lại càng ngày càng tăng. Đó là đặc điểm của quần thể tự thuộc phần. Ghi cái này cho cô. Thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng chuyển màu kiểu đỏ ghi quan trọng, hay kiểm tra lắm. Tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tự. Đấy, kiểu gen đồng hợp tự càng ngày càng tăng. Và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tự. Giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tự. Chưa? Chúng ta đi sang phần 3. Ý nghĩa hậu quả của hiện tượng từ phối. Ý nghĩa từ thụ phấn thì tạo ra dòng thuần chủng. Còn hậu quả gì? Chúng ta thấy tần số kiểu gen đồng hợp lành tăng làm tình trạng xấu biểu hiện ra kiểu hình. Dần đến thoái hóa giống. Từ thụ phấn thì dần đến thoái hóa giống. Còn giao phối gần làm cho cả cá thể sinh vật bị giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản, thậm chí bị chết cho các em. Đấy. Chúng ta nhìn này. Lúc đầu cây ngô ha, 2,93 mét, năng suất 47,6 tạ trên ha, qua cả thế hệ từ thụ phấn, qua 30 thế hệ từ thụ phấn, thấy lùn lại và năng suất giảm, cái thoái hóa giống đó các em. Đấy, ngô này, ngô ban đầu, ngô từ thụ phấn, qua cả thế hệ giảm, từ thụ phấn sẽ dần đến thoái hóa giống, rồi dần đến những cái dị tật này. Dị tật ở động vật này, các em, giáp phổi gần là giáp phổi chừa cả cá thì có cung huyệt thống mà. Đấy, giáp phổi vậy này, hay là những cái bệnh bạch tàng này. Cô lại ví dụ khi sinh ra y tỷ nơn ở buôn làng xã Đắc Liêng huyện Lắc đã bị bài ngạo vì bố mẹ là con cô rồi, các em thấy chưa? Nên là dân tộc Kinh mình thì lấy những người có quan hệ cùng huyệt thống thì ít, nhưng đối với người dân tộc á, họ lấy anh em lấy với nhau á, dần điện thoại hòa dòng rất nhiều đó các em. Vì sao? Vì người ta không được đi học, người ta kiến thức không có các em, nên luật hôn nhân gia đình Việt Nam cấm không cho người có họ hàng gần trong vòng 3 đời kết hôn với nhau. Vì sao? Vì nhằm
tránh tác động của các gen lành có hại. Vì khi giao phối gần thì các gen lành gây hại có nhiều cơ hội trở về trạng thái đồng hợp tử, nên tác động có hại sẽ biểu hiện ra kiểu hình con cháu của họ sẽ có sức sống kém, dễ mắc nhiều bệnh tật, thậm chí có thể bị chết non. Ghi câu này vào luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong vòng 3 đời vì cái này vào, hiểu chưa? Đấy. Giờ chúng ta đi sang phần 3 lớn. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối. Một quần thể ngẫu phối, như cô nói có hai loại quần thể, đó là quần thể từ phối và quần thể ngẫu phối mà, đúng không? Giờ chúng ta nghiên cứu thế nào là quần thể ngẫu phối. Đây, quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối khi cả cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Quần thể ngẫu phối hay còn gọi là giao phối tự do đó các em, lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Ha, ghi khái niệm vào nha, các em ghi khái niệm cho cô. Chúng ta đi sang phần B là đặc điểm. Vậy quần thể ngẫu phối có đặc điểm gì? Chúng ta thấy, chúng ta điền vào nè, các cá thể làm sao giao phối tự do, đúng chưa? Và quần thể kiểu gen thì như ra thế nào nhỉ? Đa dạng. Đấy. Và quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đủ qua thể thể trong những điều kiện nhất định. Và đây là đặc điểm của quần thể ngẫu phối. Trong ba cái đặc điểm của quần thể ngẫu phối này, lười ghi thì cũng phải ghi cho cô cái đặc điểm này. Quần thể ngẫu phối đa dạng về kiểu gen kiểu hình. Ghi đi. Quần thể ngẫu phối đa dạng về kiểu gen kiểu hình, đánh cái mũi tên là đa hình. Đi thì người ta hỏi đấy, đặc điểm của quần thể ngẫu phối là gì? Đa hình. Đa hình là đa dạng, hiểu chưa? Tiếp tục. Ví dụ, cái ví dụ này không cần ghi, tham khảo cho biết, đừng có lướt qua đối với lớp tự nhiên nha. Ở quần thể người, gen quy định nhóm máu có 3 alen IA, IB, IO. Mỗi tế bào ở người chỉ chứa 2 trong 3 alen ở trên. Vậy các kiểu gen của quần thể là gì? Vậy chúng ta thấy này, có đến 6 kiểu gen chia làm 4 nhóm máu. Nhóm máu A có 2 kiểu gen đồng hợp dị hợp. Nhóm máu B tương tự có 2 kiểu gen đồng hợp dị hợp. Nhóm máu AB chỉ duy nhất một kiểu gen IA, IB. Nhóm máu O chỉ duy nhất một kiểu gen IO, IO. Ví dụ, bạn ấy thuộc nhóm máu O, chắc chắn kiểu gen sẽ là IO, IO. Bạn ấy có nhóm máu AB, chắc chắn là kiểu gen IA, IB. Nhưng bạn ấy có nhóm máu A hoặc B thì không, chưa biết nha. Hoặc là đồng hợp hoặc là dị hợp. Video sau cô sẽ làm bài tập chứng minh cho các em. Và chúng ta thấy này, ở Việt Nam nhóm máu O là phổ biến, sau đó đến B, đến A và AB, tùy theo chủng tộc người nhé. Nhưng ở người Nga nhóm máu A lại là phổ biến, thấy không? Ở người Nhật thì nhóm máu A cũng là phổ biến. Đấy, chúng ta tham khảo thôi, không ghi. Hai, trạng thái cân bằng di truyền của quần thể, đến phần quan trọng đây rồi. Hai, trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Chúng ta học về cấu trúc di truyền. Cô sẽ quần thể nào chưa cần ghi, chúng ta nhưng phải nhớ, phải nghe giảng, đặc biệt đối với lớp tự nhiên. 0,3 a lớn a lớn, 0,6 a lớn a lớn, 0,3 a lớn a nhỏ, 0,1 a nhỏ a nhỏ. Cô tính được tần số P A lớn. Cô tần số A len A lớn, cô ký hiệu là P bằng 0,6 cộng 0,3 chia 2. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô lấy 0,3 chia 2 là được 0,15. Cô cộng với 0,6 là được 0,75. Được chưa? Q A nhỏ bằng 0,3 chia 2 là 0,15, cộng 0,1 là được 0,25. Được chưa? Sau đó cô cho ngẫu phối với nhau, các em thấy không? Này, ngẫu phối với nhau, chúng ta thấy này. Đấy, hai cái kiểu gen này, hai cái quần thể này, hai quần thể ban đầu này, đưa ra tần số alen này, rồi sau đó ngẫu phối với nhau này, lấy 0,34a nhân 0,34a được 9/16 a lớn a lớn này, rồi 0,3 0,
3/4 a lớn nhân với 1/4 a nhỏ, rồi sau đó cộng với 3/4 a lớn nhân với 1/4 a nhỏ này là được 6/16 a lớn a nhỏ. Và 1/4 a nhỏ nhân với 1/4 a nhỏ là được 1/16 a nhỏ. Các em thấy chưa? Đấy. Sơ đồ lai thôi, sơ đồ lai giống như Mendel thôi. Rồi chúng ta thấy ở đây tính được tần số A len, PA lớn là được 3/4, QA nhỏ là được 1/4, đưa lại F2. Rồi, và chúng ta thấy ở F2 tần số A len, chúng ta thấy này, tần số A len F1, F2, tần số A len không đủ. Chỉ đổi về thành phần kiểu gen. Chỉ đổi về thành phần kiểu gen thôi. Đó. Chưa? Rồi, lấy ví dụ 2, cô sẽ về quần thể này. Cô PA lớn 0,2 chia 2 là được 1, 1, 0,1. 0,1 cộng 0,7 được 0,8. QA nhỏ 0,2 chia 2 được 0,1 cộng 0,1 đây được 0,2. Rồi sau đó cho F1 ngầu phối này. Tần số đây này, sang được F2 này, tỷ lệ đây. Đấy, rồi tiếp tục. Tần số A len của F1 đó các em, tần số A len của cái này này, cái quần thể này lấy 0,32 chia 2 cộng 0,64 cùng vần như thế. Rồi chúng ta cho nó lai với nhau. Vậy chúng ta thấy này, khi mà quần thể cân bằng rồi thì tất nhiên là tần số A len sẽ không đổi. Tần số A len luôn không đổi và thành phần kiểu gen cũng không đổi luôn. Vì quần thể đó nó đã cân bằng rồi. Video sau bài tập mình sẽ hiểu rõ hơn phần này. Để cô đơn giản, để cô đưa ra kết luận. Kết luận qua các thể hình ngầu phối, tần số A len và thành phần kiểu gen không đủ. Kết luận thứ nhất. Những quần thể có thành phần kiểu gen không đổi gọi là quần thể đang ở trong trạng thái cân bằng di truyền. Được chưa? Đấy, và hai ông HD và Wendbeck, hai ông ở hai đất nước đưa ra cái định luật hai trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Chúng ta đi đến định luật HD và Wendbeck, giờ chúng ta mới ghi bài này các em. Hồi nãy giờ là cái dẫn dắt để mà cô đưa vào bài, giờ chúng ta ghi định luật HD và Wendbeck. Nội dung: trong một quần thể lớn ngầu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số A len, thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi qua các thể, qua từ thể này sang thể hệ khác theo đẳng thức P bình cộng 2PQ cộng Q bình bằng 1. Được chưa? Đó là nội dung định luật HD và Wendbeck. Chúng cô xét quần thể D A lớn A lớn, H A lớn A nhỏ, R A nhỏ A nhỏ. Cô tính công thức tính tần số A len A lớn bằng D cộng H chia 2, Q A nhỏ bằng R cộng H chia 2. Được chưa? Quần cho ngầu phối với nhau. Đấy, cô đưa ra cái công thức tổng quát. Đến đây ra được P bình A lớn cộng 2PQ A lớn A nhỏ cộng Q bình A nhỏ A nhỏ. Đây là thành phần kiểu gen của quần thể ở trạng thái cân bằng. Các em ghi hết cái nội dung này vào cho cô. Cái này là công thức làm toán. Ghi xong, học, giờ sau chúng ta sẽ làm bài tập. Dấu hiệu nhận biết quần thể cân bằng đó là thành phần kiểu gen không đổi qua cả thể hệ và thành phần kiểu gen phải thỏa mãn đẳng thức HD van bé. Đây. Thỏa mãn đẳng thức P bình A lớn A lớn cộng 2PQ A lớn A nhỏ cộng Q bình A nhỏ bằng 1. Còn cách xác định trạng thái cân bằng thì video sau cô sẽ dạy cho các em. Yeah. Giờ chúng ta đến với điều kiện nghiêm đúng của định luật. Quần thể phải có kích thước lớn. Các cá thể trong quần thể phải giao phối với một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, không có chọn lọc tự nhiên. Đột biến không xảy ra, nếu có thì tần số đột biến thuần phải bằng tần số đột biến nghịch. Và quần thể phải được cách ly với quần thể khác, không có sự di nhập gen. Đó là điều kiện nghiêm đúng nha, ghi bài vào cho cô ha. Mặt hạn chế của định luật HD-Wendbeck này không cần ghi, chúng ta
học cho biết, đặc biệt đối với lớp tự nhiên. Trong thực tế, một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được các điều kiện nêu trên về tần số Allen, thành phần kiểu gen liên tục biến đổi. Tại vì trong thực tế, tần số Allen và thành phần kiểu gen liên tục biến đổi cả trên. Ngoài ra, một quần thể có thể có ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nào đó, nhưng lại không cân bằng về thành phần các kiểu gen đấy của những gen khác. Nên cái định luật Hardy-Weinberg này có những cái hạn chế, tại vì sinh vật luôn luôn biến đổi các em ở trạng thái đồng á. Chúng ta ghi về ý nghĩa của định luật. Về mặt lý luận, định luật phản ánh trạng thái ổn định lâu dài của quần thể trong tự nhiên. Ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, về mặt thực tế, có thể xác định được tần số allele thành phần kiểu gen của quần thể. Ý nghĩa. Và cô hướng dẫn về nhà này. Cây cả các em học bài cho cô, đặc biệt đối với quần thể từ phối, thì cả các em phải biết cái công thức của quần thể từ phối. Được chưa? A lớn sau N thể hệ từ phối A lớn A nhỏ bằng 1 phần 2 mũ N. Còn A lớn bằng A nhỏ bằng 1 trừ 1 phần 2 mũ N, tất cả chia 2. Còn đối với quần thể ngầu phối thì phải học cái định luật Hardy-Weinberg nhá. Định luật Hardy-Weinberg cân bằng tuân theo đẳng tức P bình A lớn cộng 2PQ A lớn A nhỏ cộng Q bình A nhỏ bằng 1. Để giờ sau cô giải bài tập. Và cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.